để có thể set up Euro một cách chính xác. Radiant team pick. Mars. Vâng, với việc là không còn được double pick, dual pick nữa thì sẽ khó mà có được combo Mars Phượng lắm. Nhưng lựa chọn Mars trước thì nó cũng là an toàn thôi, đúng chính không? Chính xác rồi. Team RNG thì ba Mars này tay chơi Fly Queen thì chỉ đánh ma thôi. Chỉ đánh con Mars này thôi. Nên hoàn toàn có thể là pick cho một kiểu đánh thuận tay. Mà các bạn là con Mars này đánh nó cũng khá là dễ để chính nó xác. Phù hợp với nhiều đội hình khác nhau đúng không? Với cả đi lên thì cũng không sợ lắm. Khỏe, có CC nhưng bên này có một con Ogre dài nghe nó cũng là hơi cục rồi nha. Chính xác, con Ogre dài dạo này thường đây có một cái hot là búp attack speed cho trụ ấy, được x2 anh em ạ. Khá là khỏe đấy. Búp lực tốc đánh rất là kinh khủng cho trụ bắn như súng tỉa. Từ, nhưng hỏi tí nhá. Cái ông người duy nhất tên để tiếng Trung Quốc bên RNG là ông nào ấy? Ờ, như là Super. Super hồi trước là đánh cho VG đi mid ấy. Anh em đấy, đấy Super. Có nghe tên ông Super rồi nhưng mà đấy phải xem là ông em phải tên gì để còn tí nữa còn đọc cho anh em nghe chứ không lại đọc toàn tiếng Trung Quốc này tôi không đọc được. Ui nhưng mà có ngay một con TB này. Pick sớm quá nhở. Con TB này sẽ dành cho Monet. Con TB dạo này rất là hot pick anh em ạ. Kiểu có cái lượng farm bù kinh khủng ấy. Nhưng mà sao lại pick con TB sớm nhỉ nhở? Thường thì carry sẽ ít khi mà pick sớm như thế này dễ bị cao tờ lắm. Có nghĩa là chắc là sợ bị ban mất tại vì tự tin ban bị ban mất mà anh em. Còn TB anh em có một fact nhỏ là TB giải đấu này có win rate rất là cao. Bao nhiêu? Mình không biết nhưng mà không biết nhưng mà mỗi lần cắt là kiểu gì cũng thắng. Nói chung là nó cũng kiểu cứ coi như khoảng 70-80% rồi. Anh em viewer confirm cho mình rất là thắng rất là cao. Cục dã man luôn. Vâng, TB. Một carry mà khoảng thời gian trước cái hồi mà mình còn hay đi cắt Dota một tí thì không gặp nhiều nhưng mà dạo gần đây có vẻ như cũng đang trở lại rồi. Đúng không? Với việc là những cái meta về đánh sớm, đánh early game, đẩy trụ các thứ đã bị nerf đi phần nào thì nhất là với Dota Trung Quốc nữa thì thôi lại càng họ càng thích chơi nuôi rùa. Con TB quen thuộc đối với chúng ta. Dota tàu. Sẽ ban gì tiếp đây? Ba đi một con mọc phinh, có nghĩa là sợ con mọc phinh cướp form của mình. Quá là khủng khiếp đi, một con phinh có thể cướp form còn được hóa form nữa. Chính xác, quá khủng khiếp anh em ạ, bắn vừa xa vừa đam to mà. Bên kia cũng chủ động ban đi một con SD. Nói chung là bây giờ thì cảm giác là những cái lượt ban này nó nhiều quá, trời ạ. Một thay đổi mới đoán. Update mới gần đây là ban đi 7 con anh em. Đoán đoán với ông này ban cái gì, mệt dã man. Nhưng mà thôi, nó cũng một phần nào giúp cho những cái trận đấu nó trở nên ba lần hơn, mình nghĩ cân bằng hơn, cân bằng hơn nữa. Nói chung là kiểu ban được nhiều thì các team họ sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn về mặt chiến thuật mà. Nhưng mà cảm giác như là bên phía eHome cái lượt ban pick này họ vẫn sẽ có một chút lợi thế hơn khi họ mới chỉ pick cho mình hai con support thôi. Không sợ bị lộ quá nhiều và họ cũng có thể thay đổi một cách dễ dàng hơn ở những core hero. Những con hero gọi là gây được nhiều impact hơn về late. Họ hoàn toàn có thể pick một cặp counter lại TB. Ví dụ đi. Bây giờ ví dụ có gì counter TB vào lúc này mà hợp lý nào? Bad Rider. Chính xác, rất là counter TB này luôn. Đi lane thì đã vô địch rồi. Rất là vô địch. Con có nghĩa là con TB này gặp con Bad này như kiểu gặp bố luôn anh em ạ. Dính hai chạc cái đổ dầu thôi là nhưng mà đã là một pick Oracle cover TB. Giải luôn. Chính xác. Vừa nói đến giải luôn. Ý nghĩa luôn đấy, đọc ý nghĩa luôn anh em. Các ông pick Bad Rider hộ tôi cái. Pick đi. Nào, bây giờ làm con Bad Rider thật luôn đấy. Không làm sao mà dám Bad Rider được. Đấy là một lượt pick cover, mình nghĩ là sẽ là pick cover. Biết là Bad con Bad này chị rất là gọi là counter rất là nặng con TB này, anh em sẽ pick một con Oracle giải hoàn toàn luôn. Và vấn đề Oracle cũng sẽ cứu TB được khá là dễ dàng thôi. TB cần phải có một ai đó bảo kê. Cần phải có một ai đó bảo kê vào vị trí của TB, nếu không thì sẽ bị êm vào rất là nhanh chào. Chính xác rồi. Radiant team pick. Một lượt pick counter con Vset này có nghĩa là con Vset có cái skill 3 ấy, là cái tầng giáp, 4 tầng giáp. Thì con Bango có một skill sọc một phát là xỉa phát là mất hết. Mất hết luôn. Xỉa một phát là mất hết luôn. Counter trắng mặt luôn anh em ạ. Có nghĩa là làm cho mỏng dính luôn đấy. Đúng sau vậy. Một cái pha sọc. Với cả nhất là những cái disarm của con Bangolier nó cũng sẽ cực kỳ khó chịu. Đúng rồi.
cấm đánh hoàn toàn luôn. Các bạn vật. Bây giờ thì bên phía eHome họ đang chưa có quá nhiều những lượng đam đến từ skill lắm. Tại sao có thêm vậy là một con Usa sẽ lên Fury để gia tăng lượng tốc đánh tốc farm của mình. Đúng vậy, gia tăng cái khả năng farm. Nhưng mà cảm giác Usa mà đi thi farm với TB nghe nó cũng không hẳn là quá hay đúng không? Rồi. Cái lượt mình không đánh giá cao lượt này lắm. Đây gọi là một lượt an toàn rồi. Đã hot ở meta hiện tại. Chứ nói chung là Usa mà đánh nhau với Pango đã cũng thấy không được rồi. Thấy hơi khèo. Hai cầm đánh liền, trong khi có hai cầm đánh đến từ con Oracle này và con Pango này thì hơi khèo. Cảm giác như kiểu là đây là một lượt pick hơi mang tính tình thế một tí. Chính xác rồi. Mình đang đánh giá cơ cao hơn lượt bán pick của RNG hơn. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Nào ban tiếp DNS. Một con hero mà dạo gần đây cũng khá lâu rồi tôi không thấy được xuất hiện. Ừ, chính xác rồi, lượt ban này con NS này dạo này gần đây mình lâu cũng không thấy xuất hiện ở đấu trường chuyên nghiệp lắm. 10 seconds remaining. Nào sẽ là gì đây? Bây giờ thì mỗi bên còn một lượt ban và một lượt pick thôi. RNG sẽ có cái lợi thế last pick. Last pick. Lợi thế hơn đấy, mình nghĩ là lợi thế hơn với cái last pick này sẽ là lợi thế rất nhiều ấy. Khi mà eHome thì họ đang phải tập trung vào con TB. Ừ, chính xác rồi. Sẽ có một lượt với con lượt last pick có thể làm queen mid. Cả hai đều last pick mid mà, mình nghĩ vậy. 10 seconds remaining. Wow, thế về vài set là sẽ là đi orb à? Có thể hoàn toàn đảo vị trí được chứ? Có thể đảo được đúng không? Con này có thể hoàn toàn đảo được đi mid hoặc là đi offlane. Hoàn toàn ok. Nào. eHome họ còn khá nhiều thời gian để suy nghĩ cho cái lượt last pick này. Họ còn đến tận hơn 2 phút reserve time. Rất nhiều thời gian để suy nghĩ nhưng vấn đề là bây giờ họ phải đoán ra xem cái last pick của đi mid của RNG sẽ là cái gì đã. Nói gì thì nói RNG vẫn lợi hơn anh em ạ. Tại có last pick mà. Nếu mà họ cảm thấy kiểu RNG hoàn toàn có thể cảm thấy kiểu nếu mà vài set đi mid thì cũng có thể pick một cái gì đấy để counter vào vài set và ngược lại. Thì RNG nói chung là kiểu gì RNG cũng sẽ counter được một cái gì đó. Hoặc là nếu mà khó quá đấy sẽ là một con không counter được. Vậy là một con void. Ờ cũng hack não nhá. Bây giờ void với vài set đều có thể đổi được cho nhau. Cũng hack não. Pick rất nhanh rồi là đó là một con Viper. Tôi không counter được thì tôi pick một con khỏe lane đi. Đúng vậy. Chính xác luôn. Bất tử ở lane. Bây giờ làm kiểu gì để ăn được con Viper này đây. Vai set cũng khó ăn mà kể cả Void cũng Spirit cũng khó ăn. Vậy là ở đây chúng ta có phát biển với con Vai set. Xin kill hổ. Vâng, POTM với cái vị trí gọi là post 4 thôi. Nothing to say sẽ là người đánh Void Spirit. Có một Sila, có một điểm anh em lưu ý là hôm nay thì Setsu bị thay bởi tay chơi DD kia. Bởi mọi hôm thì là Setsu đánh mid đấy nhưng mà hôm nay thay Stenin anh em ạ. Hình như Stenin đấy. Tay chơi DD kiểu đang là của Sparky Arrow nhưng mà hôm nay lại đánh vị trí của Setsu, không rõ là vấn đề là sao do sao. Một thông tin nho nhỏ giúp cho anh em bet thủ có vẻ có thêm thông tin, một chút thông tin. Chính ra đi mid cũng tín đi chứ. Hôm trước có cut trận đấu của Sparking Arrow. Đi mid hơi bị hay nha. Cũng mình đánh giá cao đi hơn anh em ạ. Còn Setsu kia thì phong độ hơi phập phùng. Đấy, mà lại còn kiểu cầm con Viper này thì là gọi là hero. Khó cho eHome rồi. Bắn liên tục vào đầu của con Nothing Suicide đấy anh em ạ. Anh em vào trận đấu thôi. Uầy. Chiến thần. Chiến thần. Một nét. TB đẹp xì rồi. Ơ kìa, người ta đang khen cơ mà. Sao lại làm thế? Thế đang khen kiểu đứng ngầu hiểu không? Xong tự nhiên ông kiểu co giật, xùi bọt mép. Vâng, vậy là chúng ta hãy cùng đến ngay với trận đấu eHome cùng với đó là Royal Never Give Up và người hoàng gia thì không bao giờ từ bỏ. Hãy cùng xem là eHome hay là RNG sẽ có được cho mình cái game đấu đầu tiên đây. Về nhìn qua về chia lane đi thì đó sẽ là con Vizet đi off, Void Spirit đi mid, Usa thì chắc chắn rồi cũng sẽ là đi ở dưới bot thôi và đối thủ Usa sẽ làm con mát.
Một cái lane có thể nói cũng hơi cân, nhưng ở trên thì TB thì hơi khổ nha. Chính xác rồi. Con TB này thường thì sẽ không đi win lane nặng đâu, anh ta sẽ chủ yếu là farm lấy level một chút. Nếu thọt quá thì có thể đóng 3 cái quét bên rồi ngủ trong rừng thôi, công chúa ngủ trong rừng thôi anh em. Rồi có đồ thì ra cánh team. À, đi chút nữa thì chắc Oracle sẽ cố gắng lên để hỗ trợ TB thôi. Chính xác rồi. Một mình còn Oracle thì có lẽ vẫn sẽ là không đủ. Cảm giác kiểu có hồ với có Vyset ở đây thì cái khả năng bắn nhau. Cứ kiểu là một slow của Vyset rồi sẽ có một arrow đè vào. Đúng vậy. Cái combo đó như vậy. Và thậm chí là không cần arrow thì hai người bắn nhau liên bắn vào liên tục thôi nó cũng đã khó chịu rồi. Chính xác. Hai con tay dài mà anh em. Còn ở mid thì Void Spirit thì chắc là sẽ lại phải chịu đấm ăn tiền thôi. Đối phương, đối thủ của anh ta là Viper mà. Một con hero gọi là hero đi mid không sợ con nào đâu anh em ạ, con Viper này. Chẳng qua cái khả năng trong combat mid game hơi lù đù, nó có mỗi điểm yếu là vậy thôi, còn lên đi mid thì rất là khỏe ở đầu game. Đây, Oracle đã di chuyển dần lên rồi. Nào chúng ta cùng xem Nothing chú dậy. Ái là body block khá là tốt. Nhưng bên kia làm cũng khéo. Ông ấy Nothing chú xe thua rồi. Thế này thì thua. Hơi thua thế này. Chớm thua thế này là hỏng rồi. Có chút một chút lợi thế vị trí của DD. Ở trên bắn xuống sẽ dễ hơn mà anh em. Trên đồi mà. Nothing chú xe bây giờ thậm chí là khó mà ăn được con bắn xa lắm. Chủ động. Tôi đã thấy Nothing to say chủ động nâng E trước rồi. Chính xác rồi, sẽ có một skill, dùng skill last hit. Cố gắng gọi là đấm thôi. Không biết là có được không. Một pha bao nhẹ. Ở trên top thì phần lớn cũng là toàn hero tay dài. Ở dưới bot thì lại toàn mấy ông tay ngắn đánh nhau. Cũng sẽ là một cái lane mà khá là chiến đây. Có Omerzai đi với Usa sẽ là sờ tăn rồi tát liên tục thôi. Chính xác. Bên kia thì cũng là một con mát khá là trâu và cả Pangolier nữa. Nếu mà hên thì cái lucky shot sẽ hiện hình ra thì hoàn toàn có lợi thế hơn RNG, nhưng mà xui thì thôi chịu. Còn Orc cứ đấm vào đầu rồi. Thì cứ đấm rồi mà các bạn con Orc phải trâu đoạn đầu trâu quá. Đầu game mà lỗi anh em ạ. Lượng lava ra lượng hồi máu rất là cao và cái lượng armor cũng thế. Không biết là có vấn đề gì đây. Player thì chưa ai đi ra cả. Có lẽ là chỉnh sửa một chút. Gaming gear. Chính xác rồi. Tự dưng mẹ ở nhà gọi điện. Có anh em Gmai bảo là RNG lết về combat thì chất lượng tớn hơn. Thì mình cũng nhìn thấy là như vậy. Tại vì con RNG có một con Viper và một con TB. Mình đánh giá khá là cao. Thậm chí con Viper sự khạc skill ra thì con Vsec mà chạm vào là mất armor luôn, là quỳ luôn anh em. Đây rồi, trở lại rồi. Nào, đấy, bắt đầu những cú nhổ liên tục đến từ DD thôi. Tiếp tục nhổ nào anh ơi. Cứ nhổ hết tầm mà mồm thôi anh em. Không cho nhìn thấy mặt creep luôn đấy anh em ạ. Nhổ mất hình luôn. Và trong khi đó thì ở dưới bot thì bắt đầu đã có những tình huống đấm nhau nhưng hơi khó để có mạng. Hai bên chỉ là giao lưu trao đổi chiêu thức. Và chiều cái gì nó gọi là... Đây, có đứa con gà không? Đứa con gà không? Thôi, chạy ngược lại thì không được rồi. Là bốn con đấm bốc với nhau anh em ạ. Kiểu giác đúng kiểu bốn ông đấm bốc với nhau thật mà. Bốn ông tay ngắn kiểu chạy lông nhông xong vào gõ cái. Không được rồi, Orc mơ dài mất hơi nhiều máu. Cảm giác như cặp đôi Felix Cell 3 với cả Lightwin này đấm có vẻ cục hơn. Felix Cell 3 cũng là của bên phía SAG. Họ có vẻ như họ đang sending cho RNG hơi nhiều. Đúng có rồi. Cả lại có cả DD, có đúng cả rồi. Felix Cell 3. Không có set tệ hôm nay là không có set Temper với cả set Su đấy anh em ạ. Sẽ là hai standing của SAG. SAG thì bị loại rồi. SAG thì bị loại rồi nhưng mà đấy, ít ra thì họ vẫn có những player có thể là cũng chất lượng đấy mà. Bên phía RNG họ tin tưởng mà họ đưa vào standing ngay giữa giải như thế này. Nào, điểm qua lần last hit thì có vẻ như TB với việc hóa form thì anh ta cũng đã farm khá là thoải mái nhưng mới chỉ có 2 phút trôi qua mà thôi. Còn chưa để nói lên được gì gọi là quá nhiều cả. Còn ở đây thì vẫn là một clan mà chủ yếu là đấm nhau, không có gì cả. Ở những clan khác, không thấy ông K phải quay những clan khác nhở? Hay là do anh em, hay là do mình làm sao? Chúng ta phải xem lại xem nào.
đây. Đấy, thôi được rồi, chúng ta đi xem lên khác thì chúng ta xem mấy ông boxing này nhiều quá rồi. Xem, đấy, xem bắn nhau chẳng hạn. Đấy, nhưng ở đây thì đi tiếp tục bắn vào Nothing to Say thôi. Nothing to Say thì spam skill nhiều quá. Hoàn toàn là farm bằng skill đấy anh em ạ. Hết sạch mana rồi. Chính xác rồi. Nếu mà hết mana thì tự thọt thôi. Chứ con voi này cứ ngẩng đầu lên là xác định là ăn khạc vào mồm anh em. Đấy, nhìn xem. Khạc stack đến 5 là Nothing to Say là toang đấy anh em ạ. Ui, nhưng đi của này hơi vui quá. Vậy anh ta bị creep đánh khá nhiều. Không sao, Nothing to Say đã bắt đầu có cho mình cái bottle để có thể regen được. Về cái lượng lan hit thì anh ta vẫn đang nhỉnh coi như là cân đi so với con Viper. Nhưng với việc là anh ta là một hero yếu thế hơn và vẫn farm khá là tốt thì tôi đánh giá Nothing to Say vẫn đang làm tốt công việc của mình rồi. Bây giờ thì vẫn chỉ là cố gắng chạy về đến từ Nothing to Say mà thôi. Đi vẫn đang rất cục với cái con Viper này khi đã bắt đầu có cho mình cái level 4. Cái khác lên level, cái khác mà nâng được 2 điểm thì thôi mạnh lắm. Đánh rất là cục đấy. Cứ kiểu như là con Viper này sẽ có một cái chơi trò là dùng hết tiền mình mua xoài ra spam liên tục anh em ạ. Ờ, cứ ra nhổ luôn. Chúng lo gì sao, không cần bottle luôn. Cứ mang xoài ra liên tục anh em ạ. Không lo thiếu mana mà. Đúng vậy, căn bản là cũng khó mà có thể cấu được nhiều máu con Viper và cái lượng regen từ xoài nó cũng là đủ. Ở đây thì sao đây, Monet đang được để lại một mình với Fabian. Đấy, chuẩn bị mang xoài ra tiếp này, hết mana rồi mà. Đấy, cứ spam rồi anh em. Đây, chúng ta sẽ xem qua độ. Đây, xem qua độ. Đấy, hai quả xoài, hai bình mana. Cho cẩn thận. Đánh con Viper nó kiểu đấy anh em ạ. Chứ anh em mà dồn hết tiền mà mua item ấy sẽ là mất hết mana, không harass được đối phương. D-Land thì cũng phải toan tính của tí đấy, lại ăn hết quả xoài không? Nhưng mà trên top đã có được cái mạng của Fabian để nằm xuống, TB hóa form lên. Bắn thì con vài set này thật sự nó cũng đang hơi khó thở. Có phải là một pha đi hớ hênh tại vì con Mirana đã xuống check rune rồi mà Fed vẫn đánh khá là hổ báo. Chắc là ăn một pha chói và một pha hóa form bắn nó nát người. TB thì vẫn sẽ là pha ở giai đoạn đầu thôi. Bây giờ Nothing to Say thậm chí là bắt buộc phải chạy bộ về để có thể regen được. Khi mà creep thì đang đẩy, anh ta chủ động đẩy cũng khá là cao rồi. Chưa có gì nhiều, hai bên vẫn chỉ đang là dọa dẫm nhau. Chắc phải đợi còn lâu nữa cơ, phải đợi về khi nào con TB này có phải tầm 2 đồ may ra RNG chắc họ mới chủ động đi với nhau. Viper lên mua hai cái mặt nạ này sẽ lên hướng đến Orchid anh em ạ. Hai cái mặt nạ regen sẽ hướng đến Orchid sớm. Đẩy lên Orchid sớm luôn. Mà lại vừa regen được mana đấy. Một công đôi việc. Vẫn nói về vấn đề regen mana từ nãy giờ. Ở đây thì sao đây, CQ anh ta bị trói lại nhưng Monet thì không có form nên là cũng không thể làm gì hơn được. CQ biết điều đó nên anh ta rất tự tin đứng lại và mất một con creep luôn anh em. Con creep to giữa một đàn bóng và một đàn quái nhưng mà vẫn cắt được con quái là cay luôn. Con sen tàu đấy thì nó gọi là hơi cay luôn. Khó chịu nhở, cứ đứng lên nhổ đầu này cũng không làm gì được. Không thở được, thôi vào rừng farm có khi còn hơn. Đợi khi nào đối phương đẩy creep đến thì ăn XP. Chứ bây giờ cứ lao lên là bị đấm như thế này khổ lắm. Vâng, như tôi đã nói thì bắt buộc là phải chịu đấm ăn tiền mà thôi. Con voi này sẽ thầy cối, đứng lên mid thì có LV6 thì hoàn toàn có thể rom ganh. Còn chú đen đứng ở lane mid thì no hope anh em ạ. Nào, Monet đang đứng một mình hơi đơn độc. Có vẻ như là CQ của nó Fabian có vẻ như không muốn làm gì hơn. Có vẻ như cảm giác là Monet bây giờ giáp hơi dày ý. Giáp quá dày đi. Bắn không đau, đâm ra là hai người bên phía E-Home không muốn bắn nữa, họ kệ. Họ cứ thả thôi. Cũng không thể làm gì hơn được cả. Có vẻ như cái lane top của bên phía E-Home họ làm thật sự là chưa được tốt. Không đi được con TB này anh em ạ. Đúng, con TB sẽ free farm. Bây giờ thì hơi khó như E-Home rồi. Ba lane của họ thì hai lane coi như là thả rông cho đối phương và một lane thì bị đấm liên tục. Đây thì cơ hội nào để E-Home có thể vượt lên đây. TB farm 46 lát hit. Đứng đầu bảng đồ luôn. Ở đây ở mid đang có đánh nhau. Nothing to Say phải nằm xuống tiếp tục. Đó sẽ là xin kill. Double kill dành cho Super. Thì sao rồi. Anh em nhìn, nhiều người anh em sẽ nhìn cái lượng gold chênh hơn một chút thôi. Nhưng mà cái lợi đi lên thì anh em hoàn toàn về thế RNG hết rồi. Anh em có thể xem. Mặc dù gold không chênh không nhiều nhưng mà lợi thế hoàn toàn thuộc về RNG. Vâng. Một con Oracle nhưng có 3 mạng. RNG rất ăn 3 mạng thì Oracle cầm cả 3. Ở đây thì sao đây, Sai là đang yếu. Felix CL3 có vẻ như một bóc. Một và đập lao chính xác và chắc chắn là phải chết thôi. Chết thôi.
Vâng, off mờ dài, cố gắng quay lại stun nhưng để làm gì? Gọi là không, chỉ là cố đấm ăn xôi. Sao còn không làm gì được. Hơi toang đến vị trí của team E-Home. Vâng, 4-0. Một ca đấy quá trình lẩy của phút thứ 7. Đó là nói lên là rất nhiều lợi thế. Vâng, xong. Viper nhặt thêm được cả cái Royal Jelly nữa. Ở đây thì vẫn đang cố gắng muốn dí vào Felix Cell 3. Có vẻ như Felix Cell 3 sẽ phải chết. Với di duyệt của Nothing to Say. À, không biết là Nothing to Say thì liệu là có thể bù lại được cho những cái gì mà anh ta đã để mất ở khu vực mid hay không. Ở đây thì Fabian cũng đã gọi được đệ ra rồi. Quá form luôn. Quá form luôn, bắn luôn. Nhưng có vẻ như Super sẽ là người chết trước. Không, Fabian mới là người chết trước. Và hai con đệ này có thể sẽ phải mất một con đây. Mất một con, con bóng TB bắn quá đau. Oracle 4-0. Dã man anh em ạ, KS là dã cả man luôn đấy. Ừ, chắc chuyển Oracle sang post 4 thôi nhỉ. Xanh này mà, đây thì sao đây, Omazai săn được rồi. Làm Flywing cũng sẽ phải làm rồi. Chúng ta cũng sẽ câu được khá thời gian đấy chứ. Man này rất là trâu. Nhìn này, múa được rất là nhiều luôn. Nhưng mà không sao cả, ít ra nó cũng là một mạng gì đó dành cho mình với E-Home. Để họ có thể tiếp tục nuôi giữ hy vọng rồi. Nhưng vấn đề ở đây đang là con TB này đang hơi xanh nha. Ừ, đúng rồi, con TB này được thả cửa anh em ạ. UTB nhặt được một cái Adon Talon nữa thì thiên thời địa lợi anh em ơi. Sao cảm giác trận đấu này Runner kiểu họ bị khỏe thế nhở? Kiểu cái gì nó cũng đang nghiêng về phía họ ấy. Anh em mấy hôm xem giải biết sức mạnh con TB này rồi, chả cần phải nói anh em ạ. Quá khỏe đi. Cái lượng farm quá khủng khiếp đến từ cái skill bóng của mình. Bây giờ đến giờ là nhường lane cho Oracle lấy level này. Rồi TB bú rừng. Ngủ rừng thôi. Ngủ rừng Oracle thoải mái đi farm. Hoàn toàn hợp chuyển lý thôi. Oracle chuyển co. Hoàn toàn hợp lý thôi anh em ạ. Hoàn toàn hợp lý. Oracle chuyển co cơ mà. Ừ, ý mình là hoàn toàn hợp lý là cái việc Oracle đứng ở lane. Còn chuyển co thì hơi toang. Ừ, ít nhất thì chắc là cũng nói chung là được farm nhiều hơn xanh này. Sẽ có đồ sớm đây. Sẽ có đồ để cứu con TB được. Nào, tiếp tục có những farm nhổ liên tục vào đầu của Nothing to Say thôi. Con voi này cay, Viper lắm rồi đấy anh em ạ. Nhìn cái kiểu đánh là biết rồi đấy, kiểu không làm gì được. Không làm gì được, cày tí bố mà giết mày chi. Tí mà giết được thì gãy liên tục luôn, nhưng ở đây Super đã bị bắt vào. Chắc chắn là sẽ phải chết mà thôi. Một cái mạng khá là dễ dàng để cho bên phía E-Home. Một mạng khá là xanh đấy, tự nhiên ăn được streak mà. Cũng không được nhiều tiền quá nhưng mà 339 mới có sắp 5 là một cái gì đấy anh em ạ. Hợp lý rồi, tiền được dành cho Fabian. Một người mà cũng không phải là không quá xanh đâu. Anh ta thì chỉ farm ít hơn cả con Void Spirit ở mid. Anh em chuyển qua bật một chút Deadwood nhỉ. Cảm giác kiểu con, cái con Vyset này đi lane với TB mà bị TB deny nhiều quá. Ừ, đúng không? Vyset bắn chậm quá, không farm được. Cái animation nó là quá lởm đi. Đúng rồi. Con chết này là con lởm anh em. Vâng, rồi đây thì đang có úp lồng vào và ông Bazaar đã chết. Nhưng các thành viên của E-Home họ TP xuống và muốn đánh nhau. Ừ, đây rồi, Sylar đang clap liên tục đi đi thì đã TP về được. Và đây thì còn lại Flywin thôi. Flywin có lẽ sẽ là... Ê, đấy không, anh ta được khá xa với các thành viên khác của E-Home. Nhưng bắt đầu thấy rồi, nó thì cũng xoay kéo đối phương lại. Và Flywin, anh ta đang ít ra thì cũng đã bài thêm được khá nhiều thời gian. Vẫn là bài tham rồi. Ok, cũng được thôi, một thứ 1 đổi 1. Tuy là một đội của support nó vẫn offland nhưng cũng là hợp lý khi họ có thêm cái trụ ở dưới bot. Tôi đã thấy thì... rằng Monet đã ăn được trụ rồi. Chính xác rồi, vì pha đấy là Flywin này đáp giá sượt mà, trượt mà. Trả giá ngay bằng mạng sống của mình thôi, hoàn toàn là ok. Nếu mà pha đấy đáp giá chúng thì có thể kết liễu hoàn toàn con kia, con orc nhanh chóng như anh ta đáp giá xịt anh em ạ. À, thôi thì không chê người ta thì tôi mình khen là ông orc vẫn ra né hay vậy. Đây là tạo khoảng trống cho TB lẩu cái trụ khá là lãi, chả sao cả. Đánh vẫn hay. Vẫn hay. Đã có ra sao rồi anh em. Quá xanh đi. Nào, Iho muốn đổi lại bằng cái trụ mid thử. Chắc chắn là RNG sẽ không muốn điều này xảy ra. Một đếp đấy, một đếp. Sẽ là một đếp, có rất đông người Iho đấy. Đang cầu vào đầu của Viper, nhưng Viper trâu quá trời ơi. Họ không thể nào giết được Viper và bắt đầu click thêm bàn lan ra. Đây rồi, sạt được một vài xe đang phải nằm xuống và cả hai con đệ của vài xe cũng thế mà thôi. Đi thêm tấm gương này thì E-Home họ đi về luôn. Phải fit đến 400 tiền đệ, hai con team là 100, mấy cả một con kia là 200 anh em ạ. Một pha fit tiền quá là lỗ đến từ vị trí của Phép Biển. Họ cảm tưởng rằng họ đánh được vào người của Viper, nhưng không, Viper trâu quá. Tôi thấy ngửi thấy có mùi anh em ạ. Đánh con VZ này bây giờ hoàn toàn là fit đệ thôi. Mới gặp một con Pango này, cái sức mạnh giảm thiểu đi khó là nhiều. Hơi khó rồi, E-Home bây giờ họ muốn push cũng không push được nữa rồi.
chênh 3 Caragol đến từ vị trí của Rim RRG phút thứ 12. Chủ động một tình huống smoke muốn bắt vào, chủ yếu vẫn sẽ là con TB, còn bắt được ai thì chưa biết. Chưa biết. Tất nhiên là muốn thì vẫn sẽ là muốn carry đối phương mà thôi. Bây giờ lao lên, Super đã phát hiện ra tình huống smoke này và tất cả thì đi vậy. Nào, thấy được vị trí của Monet ở đây rồi, xuất hiện là Super. Monet có một tình huống đổi máu và sẽ an toàn, nhưng Super thì đã phải nằm xuống. Ngay lập tức đi xuất hiện và các thành viên của E-Home họ sủi luôn với cái Moonlight Shadow. Một pha đánh hay của Super. Super quả đấy mà không lên dâng hiến mạng mình thì chắc chắn là con TB chết. Anh em nhìn thấy không? Chính xác. Chúa thôi. Chết thay rồi. Hoàn toàn là một cái chết bình thính hợp lý. Ở đây thì sao đây? Mát đang bị stun. Nhưng đây cũng là một con hero cực trâu nha. Không thể bắt vào đây. Nhưng Felix Xeo Ba đang lăn lên. Ôi kẹt, kẹt. Không sao hết. Giữ chân lại vài bờ lại. Phết biển. Một lần nữa phải nằm xuống. Lại fit thêm đệ rồi. Một lần ông này chết giống VT đôi con thật. Đệ như thế này thì thành cây ATM của RNG mất. Tưởng như nào. Ôi, đánh này thì hỏng rồi. Còn đánh ở đây sai là không đấm nhau được với Monet cơ. Đấm nhau với con TB này cũng hơi khó. Nhưng mà sai là cũng chưa có đồ gì ngoài một cái Facebook cả. Đã có Blink trên phía của con ma rồi anh em. Một cái Blink thì setup sẽ dễ hơn. Còn má cũng xanh rồi anh em ạ. Ai cũng xanh. Hơi toác vị trí của E-Home. Lại tiếp tục bầu rồi. Chắc là một pha giật lag gì đấy. Thật sự thì có vẻ như thế trận nó đang thuộc hoàn toàn về RNG. Và cả cái kết quả của cái game đầu tiên, tôi cũng đang mường tượng ra được một cái chiến thắng cho RNG rồi. Nó có vẻ chỉ đang là vấn đề về thời gian thôi. Đúng rồi. Khi mà RNG đang có một cái móng rất là khỏe đấy. Móng nhà đấy anh em. Hướng đến trận Queen sẽ là trong bàn tay thôi. Giờ nếu mà RNG mà thua ấy, mấy cái trình độ bình thường ở hiện tại cái lab bây giờ ấy, nếu mà thua ấy, chắc chỉ là một cái điều gì bí ẩn tác động vào chắc, thôi. Chắc là lúc đấy thì tôi đang ngồi đánh TB của Monet chứ không phải là ông Monet kia thật nữa. Đây gọi là Monet fake. Vâng. Nếu mà thua được thì chắc là chắc phải tầm tay tôi đánh mon đánh TB thì mới thua được mất. Nào, trận đấu được trở lại rồi nhưng có vẻ như bắt đầu ngửi thấy cái mùi gì đó là E-Home sẽ thua. Các thành viên E-Home cũng biết được điều này nhưng bây giờ họ đang thật sự là bất lực. Họ không cản được một con TB có thể đi farm. Căn bản cái con reset này được. Như kiểu một support bên phía của RNG anh em cứ ra là fit đệ, fit một đống tiền thôi. Cảm giác ông rất là phế. Ông Vizet này hơi bị người thừa nhở. Quá thừa, đi lên không thắng này. Đi mid game cũng fit đệ này. Không rõ là vai trò của Vizet trong team này là gì đây. Thường thì tôi thấy Vizet là hay đi với những cái lineup kiểu đánh sớm. Tất nhiên đi hôm cũng muốn đánh sớm. Đúng rồi. Nhưng bây giờ thì đang là sớm rồi mà họ còn chưa đánh được. Thì làm sao mà đánh được về mid với cả late game đây. Còn Vizet lại chỉ khỏe đầu game thôi. Đấy. Còn về phía đầu late game là có bắt đầu phế rồi. Hơi, bắt đầu hơi yếu rồi đúng không? Mà nhất là bên kia lại còn đang có một con Viper khỏe quá. Đúng rồi. Viper khỏe quá trời ơi. Ai cũng khỏe. Khỏe nhất thì là Viper, TB. Những pha đấy hình như thậm chí là TB chưa xuất hiện đâu nhá. Anh em để ý xem. Pha mid 4 đánh 5 ấy. TB còn chưa thèm ra. Bây giờ thì E-Home cố gắng gọi là câu kéo để farm lại những đồ cần thiết. Thì có farm hay không đây? Nothing to say, anh ta còn một chạc ultimate và lùi về thành công. Nhử, quả đấy có vẻ như đang còn chạc. Cũng biết là muốn nhử thêm cái arena blood. Chúng ngang rồi. Có vẻ không được rồi, bây giờ thì bắt đầu Moonlight Shadow để có thể đi gank. Bây giờ đánh rất là khó, hết chạc rồi, đánh kiểu gì đây? Hết chạc rồi làm sao mà lao vào được, vẫn cố gắng stun vào đầu con mát này á. Hơi sai lầm, ngay lập tức là các thành viên E-Home họ đi về luôn. Qua gank. Mình thấy có điều gì đó sai sai anh em ạ. Rõ ràng là anh ta hết skill rồi mà vẫn tổ chức smoke và là Moonlight Shadow gank. Nhưng mà đây rồi, bên phía của RNG đang lao vào nơi mà E-Home có tầm nhìn nhưng không. E-Home quyết định là lùi về thôi. Các bạn RNG họ khỏe quá rồi. Khỏe quá. Sẽ tổ chức cút trụ mít. Đơn giản thôi anh em ạ. Cái lượng đam của con TB bây giờ lẩu cái trụ này quá là dễ đi. Lại còn double dam nữa thì thôi. Ui đây rồi không. Chỉ là một điều Arena Blast bắt được một mình. Còn đó mơ dài này thôi. Chắc chắn ở mơ dài thì sẽ phải chết.
Nếu mà bắt thêm được cái ông skill kia thì càng thơm. Không sao cả, vẫn là một cái trụ mid cực kỳ dễ dàng. Ai sẽ cản con TB này đây? Một bài toán khá là nan giải đấy. Này sẽ là bắt đầu chuẩn bị feed đệ tiếp này anh em, vị trí của VZ này. Feed thêm một con HOD này. Đây là lùi rồi, biết là lăn quả đấy lăn lỗi nhá. Quả đấy lăn nó trúng là kiểu gì cũng giết anh em ạ. May là lăn trượt, lăn trúng là sổ lên ngay. Nhưng mà lại thêm cái HOD để feed tiền. Đúng rồi, lúc ấy feed 2 con rồi, đấy là feed 2 con rồi đấy, là 400 tiền. Đấy bây giờ lên HOD chỉ để feed thêm thôi. Dở thật sự. Feed tiền này thành ra sẽ có vẻ như không được tín lắm rồi. Tiền thì cũng chỉ có 5k3. Sự là hơi khèo. Nó thành to say thì cũng chưa có đồ gì cả. Rồi điểm qua về một chút về đồ của đấy đi. Đâu nhỉ? Từ từ tôi phải tìm xem cái xem đồ ở đâu đã. Đâu nhỉ? Đây đúng không? Đấy. Điểm qua một chút về đồ của bên phía của RNG thôi thì đã có Manta thành cái TB rồi. Manta và Okit. Ta có cái mát thì đã có Blink và cả Flixel 3 cũng thế. Một pha di chuyển rất hay của Usa. Anh ta smoke và ăn được Rosa sẽ kéo dài được một trận đấu, kiếm thêm một chút về trận hy đấu. Vọng. Ừ, chính xác rồi. Gọi hy là vọng. Hơi thở thoi thóp của bên phía Ehome. Nó sẽ được kéo dài thêm. Nhưng mà thôi kéo thêm thì TB cũng chỉ có farm thêm thôi chứ cũng có làm gì được nữa đâu. Càng late game con TB càng khỏe mà anh em. Đúng vậy. Càng kéo về late thì TB nó lại càng được farm. Càng đúng ý đồ của bên phía RNG cơ. Thật sự họ đang có một cái line up mà quá là dễ đánh trước bên phía Ehome. Ehome bây giờ mới là khó này. Nó có cái mà mặt băng nữa thì nó bắn cho toác đầu. Đi đi, anh ta có cho mình một đoạn invi hoàn toàn có thể bắt được một đai đó. Nhưng các thành viên của Ehome có vẻ như mũi cũng khá là thính và đã sủi đi một hướng khác rồi. Sẽ lại là đổi trụ rồi. Không, thậm chí không đổi được, sẽ là put thẳng vào trụ bot đến từ RNG và sẽ đem được các trụ khác hay không đây. Lãi mà mình nghĩ sẽ là lãi. Một trụ 2 lên trụ 1 khác thì tất nhiên là đổi rồi. Nhưng mà sẽ xuống đếp đây, mình không biết có xuống đếp hay không. Khó, không dám đếp. Bây giờ đi biết là, put thẳng luôn. Biết là cái lợi thế đồ item khá là nhiều, ao hơi nhiều đây. Có Aegis nhưng mà không dám đếp. Tổ chức bắt ma. Vâng, bắt ma. Và có vẻ như ma thì cũng không thể bắt được. Đổi một trụ một lấy một trụ hai đến từ Ehome. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà họ có thể làm được thôi. Họ cũng chỉ có thể bất lực thôi. Chứ bây giờ bảo đép thì cũng không thể đép nổi. Các thành viên của bên phía RNG đang rất mạnh. Quá khỏe rồi. Miranda. Hãy ta lên cho mình một cái giày GG. Ok. Anh ta cũng đang cố gắng farm nốt để hoàn thành mình giày gộng. Wow. Lên hai round luôn đến từ RNG ạ. Cọ hóa có form của Monet và đánh luôn. Nhưng đó chỉ là cú dọa đã giống như nửa cây máu. Bây giờ Usa bắt đầu lao ra tát lên đường Monet. Cái tát thật chứ không đau mà bây giờ thì Usa phải giữ chân lại chết luôn rồi. Vâng, đóng một quả lồng quá tốt đến từ Mat và con Usa này không có ăn vết sẽ phải nằm ngay mà thôi. Sai là anh ta sẽ là người đầu tiên phải chết. Bác anh em ạ. Dễ dàng quá thì RNG rồi. Bây giờ thì ai thò mặt ra thì cũng sẽ phải chết. Chắc chắn là như vậy. Monet rất tự tin lao lên hàng round nhưng ta đang hơi yếu máu nha. Không có cho mình Thunder. Hết cẩn thận trong tình huống này. Người bị giữ chân lại đang là Super. Xin kêu đã kết thúc thì Super thành công. Các thành viên của bên phía RNG họ đang phải tháo chạy thôi. Khi mà cái form có vẻ như nó sắp hết thời gian rồi. Nhưng bây giờ đó là một pha xỉu quá tốt. Đi xa được 3 người ngay lập tức RNG họ quay lại vào đánh. Họ đánh liên tục. Red Beard xuất hiện rồi. Đi đi yếu máu và bị chém chết với nó tình trạng xây. Monet cũng yếu. Và đó là một cái double kill dành cho Xin kêu. Bây giờ Flywin đổi được một bạn người ta cũng sẽ phải chết bởi chỉ có Red Beard mà thôi. Còn lại Felix Xeo 3. Thôi chạy được. Không sao. Quả đấy nếu mà đánh lỗi nhất rằng nó phải là ma. Hôm nay em thấy ông có thấy ông Blink vào sập trượt. Khá là khó hiểu làm cho TB kiểu mày kêu tao vào đánh mà mày sọc trượt thế thì bị hớ rồi. Thậm chí anh đang lụi anh ta tin tưởng đồng đội của anh em sai. Ạ. Thôi nói chung là cũng gọi là đen vậy. Quá đen đi. Nhưng chính ra ông này phi giáo vẻ hơi lở. Đúng rồi. Từ đầu giờ thấy phi giáo không được mấy pha đâu. Tấu Hải đây là tấu Hải con ma anh em ạ. Chứ còn TB thì anh ta nghĩ là sẽ chọc chúng thì sẽ quay lại có thể đánh được ok. Nhưng mà ai biết được là sọc trượt. Mình lúc này quả đấy là thấy ba hero vẫn sọc trượt thì khá là khó hiểu đấy. Đến vị trí con ma này. Vâng, vậy là ăn được 4 người bên phía RNG. Cũng coi như là níu giữ lại thêm những cái hơi thở cho Ehome.
Network bây giờ cũng chỉ chênh lệch 1k mà thôi, và chủ yếu là nó đến từ con TB. Chính xác rồi. Các vị trí còn lại thì có vẻ bắt đầu cũng cân hơn rồi. Ferrien vừa rồi cũng đã có pha thi đấu cũng gọi là tốt đi. Anh ta đã giữ vị trí khá là tốt, không hề gọi là fit đệ nữa. Một pha chọc mu mắt đến vị trí của Flywin. Lấy lại một chút lợi, lấy lại được khá nhiều lợi thế đấy về vị trí của Ehome. Lượng gold tranh không đáng kể, dưới 1.000 gold thôi anh em ạ. Nhưng mà Usa đánh quả đấy hơi ỉa. Ở đây thì lại thấy được Omazai thôi. Chết thôi, chết rồi, hơn được cả. Kiểu gì đây? Đầu pha gọi là làm một cái đi cầm mắt. Đi cầm mắt nhưng mà chúng ta phải nằm xuống. Khá là dễ sẽ dàng. Sẽ biết thôi mà, sẽ biết cái mắt trong đấy thôi mà. Kiểu gì cũng đi quát. Kiểu như tự nhiên chạy bộ đấy mà trong người hết không có con mắt nào trên người là chắc chắn là cắm kiểu rồi. Kiểu gì cũng phải check lại thôi đúng không? Chẳng có lý do gì mà di chuyển kiểu đấy cả. Nhưng ở đây chói nó không được, nó thấy chạy xa quá. Anh ta chạy rất là nhanh. Có thậm chí có thêm một lốc nữa cơ. Rất khó để bắt được Nothing to Say ở thời điểm hiện tại. Nếu không có sự chuyện của Viper, cần phải có cái Orchid của Viper thì mới bắt được Nothing to Say. Nhưng mà chính ra là trước đấy thì con Usa ăn được cái khiên Egghead cũng khá là hay. Nếu mà để nó rơi vào tay TB thì pha có ban vừa rồi chưa biết là... Đúng rồi, chính xác rồi. Câu chuyện nó sẽ như nào đâu. Câu chuyện sẽ là nghiêng về RNG hoàn toàn luôn anh em ạ. Thôi ở đây thì không được rồi. Ehome đã di chuyển qua cái tầm nhìn của bên phía RNG. Mình không đánh giá cao cái item, lối lên item của phía biển lắm. Ehome đang hướng đến một cái gậy xanh. Làm thêm một con team nó phích tiền à? Sao không làm cái AC nhỉ? Cái AC hoàn toàn phải bút cho team armor hoàn toàn ok. Anh ta hướng đến cái gậy xanh. Hơi khó hiểu. Thêm đệ, thêm vui, thêm tiền. Cấm đánh trên người ma rồi, quả này con Usa là không. Ủa, có chơi điện tử đấy. Con ma là xanh thế nhở? Cảm giác có thể cấm đánh luôn. Thế này thì Usa thật sự là không được chơi game, chắc chắn rồi. Usa sẽ không được chơi game, tiếp tục là đẩy thẳng một đường. Không khác gì một cái xe tăng đến từ con TB này cả, nó cứ ủi ủi liên tục thôi. Ở đây Felix Saban đang lăn rất tự tin và một lần nữa mình bắt là Omazai. Xin cứu, muốn cứu. Đi đâu? Cứu kiểu gì đây? Chạy đi đâu? Sao mà cứu được đây? Felix à, Fed biên cũng muốn cứu. Nhưng cứu làm sao được fit hai con đệ này? Đều đệ ra fit rồi anh em. Không, nhưng họ muốn bắt người cơ. Bắt cả người lẫn đệ luôn. Nào, phi giáo. Ôi. Không cần phi giáo. Không sao cả, Fed biên vẫn sẽ phải chết. Hai con đệ yếu máu vẫn đang theo. Đây rồi, một con phi đệ, một con hát đau đề chết. Và Fed biên cũng đi theo cho con đệ của mình. Cái mạng đấy phải 600 tiền. Ba con đệ nữa, anh em ạ. Hà này khó hiểu từ... Ba con đệ là 400. 300 tiền nữa là 700. Ừ, chính xác rồi. 700 tiền. Khác gì? Đánh tấu hài với team của Fed biên à? Ôi. Anh em có thể mấy quả đấy Fed biên có thể bỏ mạng ok mà đúng không? Một con sắt 5 ok hoàn toàn bỏ mạng được. Chạy về, anh ta điều đệ ra, anh ta điều cả hero ra nữa. À, hai ông này T-Winner mà, bạn sông, bè là trên hết anh em ạ. Sông tâm lý, không, cảm giác kiểu hơi sông tâm lý thôi. Tưởng chừng như có chút hy vọng có được hay không đây. Sai là mở BKB lên đâm nhau với Modest phải hơi sai, quyết định mở BKB lên. À không, đó chỉ là một cái ultimate, bật vị trí của Modest đang phải nằm xuống rồi. Bật đi đàm chính thôi là... RNG họ đang phải tản hết ra thôi. Vẫn muốn đánh vào đầu của Nothing to Say. Nothing to Say ta đã không có gì để chạy ư? Không có gì để chạy đến từ Nothing to Say. Nhưng RNG cũng đang không có đá. Một pha phi rào, trời ơi. Phi rào thế này thì mất hết. Mơ dài đang yếu nhưng thật sự RNG không có đá. Họ không có đá trong tình huống này. Usa cố gắng cấu mạng ai đó. Nhưng Felix CL3 thì đã phải nằm. Super thì đã bu thì chạy đi. Còn đi đi thì về được với một cái TP. Còn Super thì không, không về được. Super không về được nữa rồi. Anh em có anh em nhiều người anh em vừa bảo để mình phân tích lại cái combat vừa rồi, phân combat rồi có nghĩa là con TB là tự tin đánh, nghĩa là tự tin nó, thì có nghĩa là nó có Thunder nhưng mà không nghĩa là con voi nó có gậy xanh, nó silent luôn, nó một pha lướt silent vào một Oracle anh em ạ. Đấy, thế là không thể nào trách được Oracle được, có nghĩa là một vài cái gậy xanh mới tinh mà bị silent anh em ạ, không cứu được. Cũng khá là ngạc nhiên đấy, kiểu đúng bị rồi. Silent gái mà quả đấy mình nhìn thấy mà đang định giơ tay lên rồi để cứu cái Asylum đấy. Bất ngờ đến Ehome, họ chuẩn bị khá kỹ cho cái pha combat vừa rồi. Họ biết rằng có cái trợ xanh nó sẽ là sự khác biệt. Thế là TP toang luôn. Nào,
Ở đây thì thôi, Ehome sẽ lại lùi về thôi. Họ không còn cái lợi thế của sự bất ngờ nữa. Biết rồi, biết còn đánh check item là biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Nhưng mà Murdered bị bắt ở trong rừng này. Không sợ. Không sợ, sẽ được cứu, sẽ được cứu rồi. Sala bởi vì cứ đi tiếp nào. Murdered không, người chết đó là Super. Super chết, Murdered sẽ phải chết. Chủ động sát đờ luôn. Nhưng bây giờ đứng trước đội hình của Studio như này thì làm sao mà cứu được đây. Felix Diaba có được mạng của Sim kill. Nhưng bây giờ thì một cái lồng đến từ map là quá đẹp rồi. Ở ngoài thì Murdered đang chém. Mạng được dành cho DD. Nhưng Murdered chết trong tay của Fabian. Double kill dành cho DD rồi. Fabian thì cố gắng chạy đi thôi. Nào, còn nốt cả xe tàu để chạy. Chúng ta có chạy đấy không? Flywin có blink và đang muốn đuổi theo nhưng không thể nào sóc giáo kịp thời. Ở ngoài thôi. Vẫn là phin đệ, con xe kiểu gì cũng chết anh em ạ. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Đây gọi là sống nhưng mà cũng như chết rồi. Đấy, đúng rồi. Thấy rồi này. Thấy. À, 200 tiền hiểu không? Flywin lao ra ăn. Quả vừa rồi thì anh em mình có thể blame được con Oracle nhá. Oracle quả đấy bị dính around thế là nằm dạng háng rồi. Con TB cũng chết. May là TB còn chạy được nhưng mà thôi chết về sau thì không nói, nhưng mà đấy là may là còn chạy kịp. Con TB này đánh kiểu là phụ thuộc vào con Oracle quá, đánh tự tin quá anh em ạ. Đôi khi tin tưởng đồng đội cũng không phải là một điều quá tốt đâu. Vâng, Usa định trộm cái khiên Aegis này nhưng không được. Sẽ cần đến một cái BKB của TB. Đánh này là đánh kiểu tự tin quá, đánh nghĩ là Oracle để cứu mình sẽ không lên BKB. Nhưng mà bây giờ lại lên nửa cái fly rồi, sẽ phải là khá lâu nữa mới có BKB đấy. Sẽ là lên fly nốt rồi mới lên BKB. Đúng vậy. Quả đấy thì hơi vô duyên, Oracle đang đứng búp búp cái một cái arrow lao thẳng vào đầu mình, thế là dạng háng luôn. Nào, bây giờ thì hai bên sẽ gầm ghè nhau một chút ở cái khu vực hang Rosa này. Các thành viên Ehome họ cũng bắt đầu tự tin hơn. Nhưng thật sự thì như đã nói thì càng về cuối thì RNG sẽ càng có lợi mà thôi. Mình vừa thấy Vset đang định lên xanh lại bán rồi. Lại bán đi lên một cái BKB luôn. Lừa dã man luôn đấy. Lừa đấy. Đây là cái kiểu item lừa đấy. Lừa. Có nghĩa là để đợi nghĩ là bị lên gậy xanh rồi, mua 3 mảnh gậy xanh rồi mà. Anh em nhìn thấy không? Đúng không? Đấy, lừa dã man. Bán 2 mảnh thôi, còn 1 mảnh giữ lại vẫn lên được BKB. Không lừa dã man luôn đấy. Chỉ lỗ khoảng 1000 tiền thôi. Khả năng lúc ấy mình thắc mắc còn là không hiểu là lên gậy xanh làm gì, hóa ra anh tay chơi này chơi kiểu là thuyết âm mưu anh em ạ. Đây là để lừa đối thủ. Chấp nhận mất 1000 tiền để lừa đối thủ. Đúng rồi. Nào, ở đây hai bên có vẻ như chuẩn bị đánh nhau ư? Các thành viên của RNG cũng đang đứng hết trên high ground. Ehome không nên lao lên trong tình huống này. Không phải là lừa, có nghĩa là anh ta lên cái xanh tạo trước xong rồi anh ta bán đi luôn. Một cái trick. Vẫn là có 3 con chim anh em ạ, vẫn có 3 chim kìa. Ô. Vậy là đây là một cái trick anh em ạ. À, nhưng mà chỉ được dùng một lần thôi. Đúng rồi, chỉ dùng một lần thôi. Nhưng mà thế thì vẫn lỗ đi. À, bán luôn thì không. Bán luôn, không mất tiền. Hiểu chưa? Hạch đạo. Khá là ghê, đánh bài bản đấy. Được cái nhở, quả được cái ưng nhá. Nhưng mà cũng là chỉ là cúng một thêm 100 tiền thôi. Thì cũng chỉ là phí tiền thôi. Chính xác rồi, con bằng hồ nó sọc thì cũng thế anh em ạ. Nào, tưởng như là sắp có đánh nhau nhưng vậy là không có gì nữa cả. Các thành viên của RNG chủ động rẽ đi hướng khác luôn. Họ cướp cái Alpon. Còn phụ Kha Rosan đang thuộc về Ehome. Ehome họ cũng quyết định là không ăn Rosan vội khi mà tốc độ ăn cũng không phải là quá nhanh đâu. Không thể nào ăn ngay được. Đúng rồi. Androsan thì bây giờ sẽ biết thừa rồi, scan liên tục vào mồm. Đây rồi, có vẻ như chuẩn bị có lao và đánh nhau. Các thành viên của RNG bắt đầu trà lên ép đối phương lùi về một chút. Nhưng Ehome đang đứng ở cái khu vực an toàn của mình. Tôi nói anh em nghe, ai mà chơi Pango mà thấy cái kiểu đệ lúc nhúc này là thích lắm đây này. Cứ một phát sọc và là thích dã man luôn đấy. Cứ xiên rồi, sọc xiên rồi. Và Smoke sẽ có giao tranh ở Rosa tại đây. Vâng, Smoke đến từ cả hai bên. Các thành viên của RNG họ đang mải Rosa nhưng mở cho mình cái Moonlight Shadow ra. Ở đây có tầm nhìn. Bây giờ mát nào vào mát chết luôn nhưng vẫn kịp mở lồng. Một cái lồng khá đẹp của Sai Lan còn đi ra được với một cái BKB. Sai Lan đang cố gắng tan, anh đáng không hề bị cầm đánh nữa. Nhưng Felix xèo bàn lặn rất khó chịu từ đằng sau. Monet thì làm sao đây? Monet đang được free bật, không ai nhắm vào Monet cả. Nhưng người ra đi sẽ phải là Felix xèo bàn mà thôi. Monet đang chủ động chạy về rồi, nhưng có chạy đến không? Anh ta đã đứng lại, anh ta đã cân đội hình của bên phía Ehome. Nhưng
cần không đổi rồi. Khi mà Super bị silent, Super chết rồi, Fornet cũng sẽ phải đi theo. Didi đứng đằng sau khạc nhổ, nhưng không, Fornet vẫn được cứu với một cú quê của Miss. Và bây giờ thì Fornet, anh ta có thoát hay không đây, đang cố gắng bắn thôi. Nhưng chắc chắn là không có hồi máu nên không thể làm gì được. Và các thành viên của bên phía LNG có chết đi 4 người. Đúng rồi. Chỉ đổi được một mạng Usa mà thôi. Đấy là cái giá của BKB, không lên BKB đấy. Anh ta không lên BKB, không hề nào có đồ để đánh với team của Ehome cả. Liên tục một pha stun và một pha blink lỗi của vị trí con ma. Blink thẳng vào team địch và trong khi vừa bị cắt cái stun của con orc, có nghĩa là có sai. Một pha mắt khá là đáng khen. Ma tự hủy luôn. Rồi một pha mà tôi thấy blink vào. Blink vào đứng yên. May là còn kịp mở ra cái lồng. May là kịp mở. Super thì trước khi chết cũng kịp búp cái face vomit thì cũng chỉ kéo thêm được một chút thời gian cho cái con TB thôi, cũng không thể làm gì hơn được cả. Đấy, sẽ gấp tốc lên BKB ngay lập tức. Phải lên BKB. Đúng rồi, anh ta đánh kiểu như mới đầu là kiểu tưởng game dễ đấy. Đầu tiên cảm giác thời game dễ thật. Vẫn đang nghĩ là kiểu là Super sẽ cover được. Vẫn đang nghĩ là Super sẽ cover được nhưng có thể đấy, trước đấy là cái con Void Spirit nó liên tục là nó có những pha gọi là silent đôi. Đúng rồi. Nó cứ lướt vào giữa cái vị trí của con TB với Oracle đang đứng, nó lướt vào giữa, nó mở một cái E thôi, nó sẽ là silent hạn. Nhưng ở đây Flywin một pha đóng lồng hơi tượt rồi. Lại pha đánh lỗi hơi từ Flywin. Flywin trận đấu này có vẻ như không phải là một trận đấu mà anh ta thi đấu quá tốt, nhưng không sao, chỉ là một pha tỏa sáng cuối cùng thôi. Nhưng ở đây có một cái arrow cực kỳ chính xác, rất may là có các những người đồng đội khác đã bảo kê cho Oracle thì cũng không sao cả. Không sao cả, yên tâm. Tí nữa có BKB sẽ khác hoàn toàn anh em nhá. Mới đầu cái đánh được rồi, còn TB đấy là chưa có team BKB đấy. Chủ động ăn Roshan luôn. Sai là tan khá đau rồi. Không tranh mà, nếu không có form mà. Nếu mà có form thì sẽ tranh. À vẫn là kịp đấy, 10 giây. Họ vẫn ra này. Họ vẫn đang muốn cố gắng contest con Roshan này, có kịp không? Không được rồi. Kia này hit thuộc về Syla và bây giờ bắt đầu lao đánh luôn. Đi đi, đã bị dư chân lao, đi đi. Anh ta được búp bay xuống, thế thì bây giờ ai sẽ là người cứu Monet đây? Monet sẽ là đối tượng tiếp theo. Syla cũng không thể quá chủ quan, Syla đã hết cho mình cái BKB này. Và bây giờ thì bắt đầu các thành viên RNG đang tràn lên. Syla mất cho mình cái này hit rồi. Monet đang rất yêu máu, tiếp tục có một cái arena được búp ra, trúng được hai người. Monet chủ động sẵn đỡ luôn, đi đi, có cho mình một cái double instinct. Trong khi đó thì sao đây, Omerzan đã phải nằm rồi. Syla đứng giữa đỉnh đối phương là không được. Vệ tiền muốn kéo mạng của Monet. Monet được cover lần này bởi Super là quá tốt rồi. Toang rồi, toang rồi. Đi đi, rỡ trận mà anh em. Đây rồi, một cái combat mà Super đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Đấy. Cover được cả hai. Đúng rồi. Đây là chấp cả Aegis đấy nhá. Chấp cả Aegis 6 mạng đấy anh em ạ. Một pha bait kèo vị trí của Monet, có nghĩa là anh ta bait con voi vào lao vào stun giết mình ấy, thì anh ta bật bật yêu dùng cái manta và đổi máu, thế là lật kèo con voi bỏ mạng. Tưởng chừng như không chỉ Monet với cái face vomit đã được dùng cho DD nhưng không. Sao rồi, đó là một pha mà DD đánh tốt khi mà chúng ta còn chưa có trong BKB. Đấy là chưa có BKB đấy nhá, nếu mà có BKB thì dễ thôi, game dễ mà anh em. Có BKB thì sẽ dễ hơn rất là nhiều đấy, đúng không? Nào, chủ động phun sẵn luôn, một len dễ dàng để cho RNG. Hai len dễ dàng luôn. Một quá là dễ thì không đẹp được. Trận này vỡ trận mà anh em, mình nhìn cái lab đã biết là RNG chiếm lợi thế hoàn toàn mà. Sẽ là hai len trước đã, xong họ sẽ lùi về rồi, an toàn thôi. Thì hôm bắt đầu hồi sinh ra rồi. Bây giờ thì câu chuyện lại thành khó cho Ehome rồi. Quá khó đi, còn Usa bây giờ không. Thậm chí nhá, Usa vào bật Engage lên còn bị bắn chết anh em. Cái lượng đam nó quá to đi. Mặt nó không thở được rồi. Có BKB rồi. Hướng lên một cái Satanic. Mình nghĩ là chắc là Endgame trước khi có cầm Satanic mất. Bây giờ làm nốt một đợt. Một đợt. Một cái BKB 10 giây. Đúng rồi, 10 toanh. Quá mạnh. Một cái BKB 10 giây là nó giúp cho Monet quá nhiều rồi. Gần như là bên phía của Ehome họ không có đam tay đúng không? Đúng rồi. Chỉ có một mình con Usa thì sẽ bị một cái cầm đánh. Rất nhiều cầm đánh. Rất là nhiều cầm đánh luôn. Pango này. Con ma cũng lên là cầm đánh mà. Và thậm chí con Oracle. Không có đam tay để giết vào TB. Thì TB mở BKB lên thì làm sao mà cản được. Có đam tay đấy, nhưng mà đam tay của Vset đệ thì Pango trị hết anh em ạ. Và là easy thôi. Khai trương một cái BKB với một pha smoke. Nào, Ehome cũng khá là tỉnh. Họ cũng đang gọi là chơi lùi thôi, không dám nhồng lên nhiều nữa. Họ
người có mùi gì đó rồi, bắt đầu lao vào bên phải và người bị bắt ở đây đó là Fabian. Nhưng Fabian mở cả BKB để có thể phạt được. Không sao, bất đệ thì làm sao đánh nhau được nữa. Qua thì sao đây, Super thì bắt lại rồi, bắt đi Super. Có vẻ thì Monet rất tự tin với BKB trên người của mình. Bên phía Eho mà vẫn đang phải cố gắng tháo chạy, nhưng đó là một pha đóng lồng đôi đến từ Flywheel, nó là cực kỳ chính xác. Bên phía không còn BKB để chạy ra nữa. Và bây giờ thì ai sẽ chết trước nào? GD cũng đang bị dính vào bởi Nothing to Say, nhưng làm sao mà chết được đây? Nothing to Say mới là người phải ra đi. Và tôi xong rồi, có lẽ là Eho, cái kết cục của họ bây giờ nó càng rõ ràng hơn. Đúng rồi. Ai sẽ là người tiếp theo đây? Bị trói lại, Syla cố gắng chạy. Anh ta chỉ có thể chạy được mà thôi. Bây giờ Syla không khác gì là một con creep trong combat cả. Một con creep với một cái monkey MKB và 27200 máu. Cố gắng đấm vào Monet. Ừ, hơi khó nha. Nhưng đây một pha sai được tốt thì đừng có tìm dây. Monet chết rồi, Syla thì chưa. Flywheel có lẽ là cũng sẽ phải đi cùng với người đồng đội của mình thôi. Và Felix Elba cũng sẽ phải chết. Double kill dành cho Nothing to Say. Tưởng chừng như không còn cơ hội nào nữa là cơ. Họ vẫn bị mất đi ba người. Một pha đánh tự tin. TB không có Loco này, không có BKB này. Anh ta vẫn quyết định là muốn đánh lên high ground. Và sẽ là bỏ mạng. Bất ngờ này, quả Silent 3. Chính xác rồi đấy. Tếu thật sự luôn. Phút 37, 6k network tranh lệch. Thì thật sự nó không thể nói lên được gì quá nhiều cả. Mình nghĩ quả đấy là cooldown BKB mà anh em dùng từ lúc ở trong rừng ấy. Cái 10 giây này là cooldown khá là lâu. Quả đấy hình như là dùng rồi anh em ạ, bị cooldown. Vẫn hoàn toàn đánh mà ok về DRG thôi anh em ạ. Tí nữa sẽ đủ lay up. Quả đấy là Oracle không được chơi game đấy nhá. Quả đấy anh ta bị chết lẻ quá nhanh. Nếu mà còn Oracle đứng sau búp nữa thì no hope. Magic Lamp à? Bắt đầu có item tờ 4 rồi. Rồi, tài 4. Cái này làm gì đây? Tôi không được, không hay chơi nhiều, à, không theo này, dõi nhiều lắm. Cái này là như kiểu cái em đít đấy, không biết cái em đít đâu. Ờ, biết, cái đấy, này thì nếu biết. Nếu mà xuống một giảm máu thì sẽ bị kiểu như là kháng stun luôn này. Và hồi một chút máu. Ờ, ok. Vẫn được chịu đam, gọi là cái em đít mini đấy. Ờ, rồi, đã hiểu, đã. Thường thì đấy, tôi chơi game thì nó cũng không hay kéo dài đến tầm tay 4 như thế này. À, đến đồ tay của bố như thế này nó hơi khó. Rồi thật luôn, toàn thua khoảng 30 phút đã. Sao thua là toàn thắng là toàn thua, nghe là hơi tôi buồn. Tôi mà toàn thắng thì tôi đã đi cắt Dota rồi. Đã thành pro Dota chứ nói làm gì nữa. Toàn thua rồi, nói thật là anh em ơi, con TB còn là nhặt được cả cái BKB miễn phí và cái kiếm đánh nhanh nữa thì thiên thời địa lợi quá đáng luôn đấy. Cái kiếm hoàn toàn có thể đưa cho Viper bắn tung xác luôn. Bên kia thì USA cũng đã nhặt được một cái Minotaur Horn rồi. Cũng hợp lý thôi, để cho USA sẽ kéo dài thêm được thời gian đánh nhau của mình. Đúng rồi. Tuy nhiên thì USA cũng sẽ bị cầm đánh liên tục vào mồm thì hơi khó. TB, anh ta lên sắp. Anh ta mà lên xong được cái Santanic thì câu chuyện sẽ là khác đi rất nhiều nha. Một TB này thì... Này, bắt đầu chuẩn ra đi không tiếp này anh em. Nào, Mark đã bị giữ chân lại rồi, có kịp mở lòng không? Felix theo 3, một tiếng lăn lên nhưng chủ động để cứu đi vị trí của Flywheel mà thôi. Cảm thấy là chưa đánh nhau được, RNG họ lại lùi về. Úi, ăn một cái tên, ăn một cái tên. Nhưng không sao, đã được phọc về và để cứu Syla đang lao lên. Syla rất tự tin. Vâng, anh ta tiếp tục đi sang một người đối đội nhưng đang lên lên để có thể gõ. Bây giờ Monet đứng trong lồng thì bắn nghe là rất đau. Người chết đầu tiên sẽ đầu mờ dài mà thôi. Ở ngoài thì DD đang dồn toàn bộ đội hình, chứ là có vị trí của phát biển của Nothing to Say đi về. Nhưng bây giờ thì tất cả đều hết BKB rồi. Tiếp theo sẽ là như nào? Syla bị giữ chân lại. Chắc chắn là sẽ là phải chết như thế này thôi. Nhưng không gặp ông không, Syla lại không có bè bánh. Toang rồi anh em mà, toang rồi. GG thôi. Hết BKB đấy. Thì thôi, câu chuyện nó khác đi rất đấy. Nhiều đấy là sức mạnh của Oracle được đứng trong combat anh em. Làm gì mà có kiểu cửa đánh ra VRNG đâu. Thậm chí con Pango còn có cả 4 bát rồi anh em ạ. Đỡ kiểu gì đây. Pango cầm 4 bát xỉa thì thôi, khó quá. Cảm giác pick một USA nhưng thật sự rất khó đánh. Nhưng ở đây Monet ăn sờ tan nhưng không có đam follow. Vấn đề ở đây là không có đam follow. Chấp rất tự tin. Lấy được cái trụ rồi, còn tốt lane này sẽ là Mega Creep mà thôi. Felix Xeo 3 lặn rất nhiệt tình ở bên trong. Họ mới dài một lần nữa sẽ phải nằm xuống. Nhìn con TB bắn kìa anh em, đánh kìa. Không cản được rồi. Fit ra, chỉ là fit đệ rồi, ra fit đệ rồi. Lúc tỉnh kiểu gì cũng chết này.
Nào, mở BKB đến với Nothing to Say rồi, cố gắng câu kéo với điều gì đó ừ. Nhưng mà Nothing to Say một mình anh ta làm đó là không đủ, bên đường đã phải ra đi. Tiếp tục đó sẽ là Nothing to Say mà thôi. Thời gian hết BKB quá nhanh, Nothing to Say vẫn có thể chạy được. Không sao, vẫn sẽ là một chiến thắng dành cho RNG. Họ đã có cho mình được Mega Creep rồi, rất thoải mái thôi. Oracle bị giữ chân lại, ai sẽ là người cứu Oracle đây? Nothing to Say có cho mình được một cái Killing Spree. Hay lắm, các thành viên của RNG muốn trả thù nhưng họ lại không làm được rồi. Không sao, quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn. Cho anh em bảo là USA không đánh được, đánh kiểu gì anh em? Ba cấm đánh, đánh kiểu gì? Tiếp tục muốn đánh ư? Hồ muốn kết thúc sớm trận đấu này rồi. Loang rồi mà. Kết thúc sớm thôi. Bây giờ thì chỉ có thể gọi là kết thúc sớm cái trận đấu này bằng việc là Eho sẽ thua. Nhưng không, RNG họ đánh rất cả giai đoạn TP về. Cũng được, không sao, về Vincent ra làm nốt con Roshan. Và thế là chấm dứt nốt nào. Vẫn chảy cối không côn gì gì anh em ạ. Sẽ thế nhỉ? Muốn là đánh đến item tờ 5 à? Death Mega cũng không có hero nào có thể đếp được Mega Creep cả. Quá là khó đi. Amazing what you found laying around. Vấn đề ở đây là lượng đam chính của Ehome đó là từ một con USA thì nó không có. Đúng rồi, ba cấm đánh vào mồm. Nó bị khóa tay nhiều quá. Không thể làm gì được. Thế thì lại rất tự tin ăn cho mình con USA này. USA này như là có Defensor Sát thì phải, nếu mình không nhầm. Tôi chưa bấm được nhưng mà thôi được rồi, tí nữa sẽ xem là nó có cái gì đây. Ủa nhặt nhanh quá, tôi chưa kịp thấy. Nhưng mà có lẽ là refresh xác thì sẽ được dành cho Matt thôi. Nhưng mà không, không phải thì phải. Có vẻ như không phải. Con thứ 3 rồi mà đúng không? Con thứ 3 rồi mà. Con thứ 3 rồi. Đây, refresh xác thì TB. À đây. 2 form. TB là 2 lần form này sẽ. 2 form, 2 BKB. 2 cái BKB, một cái 8 giây, một cái 7 giây. 15 giây cho con Matt. Bất tử. Quan trọng là form anh em. 2 form này vẫn bắt đầu. Nào, thì uống dọa rồi, Sala mất cho mình cái ultimate rồi. Đúng rồi. Câu, thế là câu, xong. Câu, câu. Thế là xong rồi, mất ultimate thì làm sao mà Sala dám lao ra đây. Có anh em hỏi là cái ma gọi xanh là xanh có rút cái ngắn cái thời gian của cái skill 2 lại anh em ạ. Đang lao vào đánh nhau rồi, Nothing to Say nhảy vào giữa đối phương. Nhưng có vẻ là họ không quan tâm, họ bắn thẳng vào đầu của Nothing to Say. Nothing to Say là cố gắng quăng bỏ về. Và đó là một cái form stamp chính xác để chúng ta đứng dậy. Felix đèo bàn đang yếu máu nhưng không sao hết. Một cái arena nó cũng xinh đẹp. Còn hơn toàn bộ đời kỳ hôn lùi ra. Sala là người chết đầu tiên. Tiếp theo đó sẽ là phê tiền thôi, như một thói quen. Và đó sẽ là kết thúc dành cho bên phía Ehome. GG thôi anh em. Kết thúc thôi, làm sao mà chơi cối được nữa. Chơi cối cũng không được gì đâu. Vâng, vừa rồi thì là